Xin chào những thính giả thân thuộc của chương trình Radio 5 Tấn. Trời mùa đông giá lạnh, thật dễ khiến lòng người cũng lạnh giá theo. Tắt điện, chui vào chiếc chăn ấm áp, cắm tai nghe để những âm thanh từ radio số 2 sưởi ấm tâm hồn bạn bằng những giai điệu đầy ý nghĩa, đi kèm với những lời tâm tình rất đỗi gần gũi. Đã khá lâu rồi, kể từ số đầu tiên được ra mắt, chúng tôi rất vui và cảm kích khi nhận được rất nhiều sự yêu thích, ủng hộ nồng nhiệt đến từ các bạn khán thính giả dành cho chương trình. Và sau bao ngày tháng ấp ủ và chuẩn bị, truyền thông 5 tấn xin chân thành gửi tới các bạn radio số 2 với chủ đề Cha già rồi đúng không? Như một lời tri ân và một lời hứa tới các bạn để tiếp nối chuỗi radio của nhóm sinh viên Công giáo Thái Bình Hà Nội. Và không để mất thêm thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng nhau tạm gác lại những mệt mỏi âu lo của cuộc sống để cùng chìm đắm trong những dòng cảm xúc với chúng tôi nhé. Con muốn lại gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha. Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai sần đã hằn sâu. Con nhớ từng chiều ngồi xe phía sau, ánh mặt trời nghiêng mái đầu. Con nhớ lắm lúc hai cha con cười đùa, cứ sợ rằng sẽ không còn nữa. Những lời hát theo chất giọng của Thùy Chi ngân vang lên thật nhẹ nhàng trong một đêm cuối đông Hà Nội da diết lạnh. Ngồi trong góc quán quen thuộc, nhấp ly trà nóng và đắm mình theo từng ca từ, lòng ai không thổn thức nhớ về bóng dáng quen thuộc của cả tuổi thơ. Giờ bạn ngồi lại tâm sự với bố về những chuyện tình yêu trong đời? Đã bao giờ bạn dám thú nhận với bố những lỗi lầm mình đã gây ra, dù là những chuyện nhỏ nhất? Đã bao giờ bạn để ý thấy trên đầu bố đã xuất hiện những sợi tóc bạc chưa? Chúng ta cứ mãi mải mê đi tìm tình yêu đôi lứa mà chẳng hề hay biết rằng có một tình yêu còn cao cả vĩ đại hơn hết thảy mọi tình yêu khác. Đó chính là tình yêu của một người bố dành cho con của mình. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời tâm sự đến từ một bạn nữ về người đàn ông quan trọng nhất đời mình. Gửi bố, người đàn ông yêu thương con nhất, chiều chuộng con nhất, bảo vệ con mọi lúc mọi nơi, người luôn yêu thương con thầm lặng nhất. Tình yêu ấy chẳng cần đáp lại, tình yêu ấy chẳng cần một điều kiện gì cả. Chỉ đơn giản, bố là bố của con, nên bố sẽ yêu con bằng tất cả những gì bố có. Có biết bao lời ca, bài viết về mẹ, nhưng nói đến bố thì số lượng lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bố à, hôm nay con gái nhớ bố lắm. Con muốn được tâm sự, muốn được nói chuyện với bố của con. Bố biết không, ở radio số trước có một bức thư nói rằng họ đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu đơn phương. Nhưng con nghĩ thế đã thấm tháp vào đâu? Con biết có một người còn dành cả đời để nuôi dưỡng một tình yêu thầm lặng cơ. Đó chính là bố của con. Bố yêu chúng con chẳng bao giờ tỏ tình, chẳng cần phải thể hiện. Tình yêu của bố
không phải là những chuyến đi chơi thú vị khắp nơi này, chốn kia. Tình yêu của bố cũng không cần phải tỏ bày bằng những món quà lấp lánh, xa xỉ. Tình yêu của bố đơn giản lắm. Đó là những bữa cơm gia đình, khi người đàn ông ấy luôn nhường cho chúng con những miếng thịt ngon nhất. Là những khi con đi học về muộn, tan học, luôn có bóng dáng bố kiên nhẫn đứng đợi con gái ở cổng trường. Đó còn là những hôm con đi chơi về muộn, bố nhất quyết không cho con về một mình, dù con đã lớn. Bố luôn lo lắng cho con từng chút một như thế đó. Dù con có lớn khôn, có trưởng thành đến mấy, nhưng trong mắt bố, con vẫn mãi là cô bé con của bố, cần được bảo bọc, cần được nâng niu, cần được chăm sóc. Trốn thành thị tấp nập, bon chen, mắt con lại rưng rưng với những đồng tiền bố giấu mẹ cho con. Bố lúc nào cũng sợ con gái đi học xa nhà phải khổ sở, ăn uống không đầy đủ. Bố không hay nhắn tin, gọi điện như mẹ. Mẹ và con gái gọi điện cho nhau, lúc nào cũng chỉ là buôn chuyện khắp trên trời dưới biển. Dù bố không lên tiếng, nhưng con biết bố luôn chú ý lắng nghe mỗi khi mẹ con trò chuyện. Mỗi khi bố gọi điện, bố lại dặn con đủ điều, hỏi han con ăn uống thế nào, có vất vả không con, cố gắng học thành tốt nhé. Thế mới biết sự quan tâm, lo lắng thầm lặng, sâu xa của bố. Lúc con chấm dứt với mối tình đại học, mẹ mắng con, mẹ sợ rằng con gái hư nên mới chia tay. Mẹ không hiểu được sự lựa chọn của con. Bố biết con buồn, bố không nói gì cả. Bố chỉ ôn tồn khuyên bảo con, chuyện yêu đương, con phải tự biết lựa chọn người cho tốt. Con phải tự lo được bản thân trước. Hãy cứ vui chơi cho cuộc đời con trước đã. Bố à, bố không biết rằng
Chỉ với những lời nói đó, con đã cảm thấy mạnh mẽ và tự tin với quyết định của mình hơn rất nhiều. Con hiểu rằng, bố muốn dạy con phải biết yêu thương chính mình, phải biết sống vui vẻ với cuộc sống của chính mình trước, rồi sau đó mới yêu một ai khác. Bố à, con cảm ơn bố. Nhờ có bố mà con có thể vượt qua được những ngày tháng ngập tràn hoang mang trong tình yêu ấy. Có một bài ca cha đã viết khi chưa đặt tên con. Giọt máu nóng cha đã ươm chờ mong con mau lớn khôn. Đời hào phóng về xa, nào hãy sống biết ước mơ. Ai cũng có một thời trẻ dại, lửa thử vàng gian nan đó sức mạnh, nơi kia chân trời xa. Nào hãy nối bước trên đường thách thang cha đã đi, và con hãy sống hơn cha đã sống một thời xa. Rồi con sẽ nói với con, bố mẹ dù có làm được nhiều tiền đến đâu, có nhà cao cửa rộng đến mấy, có những thành quả dù lớn lao chừng nào, chỉ cần là con cái hư hỏng, không nghe lời bố mẹ, là coi như cuộc đời bố mẹ đã thất bại, đã chẳng còn gì cả. Bố đã coi việc nuôi dạy những đứa con là sự nghiệp của cả đời bố. Bố sẵn sàng hy sinh tất cả, chỉ để đảm bảo cho chúng con khôn lớn thành người. Nhưng bố à, con muốn xin lỗi bố, vì con gái bố chẳng được ngoan tuyệt đối. Bởi đôi khi con vẫn còn phạm phải những lầm lỗi, vẫn còn nói dối bố mẹ nhiều. Con muốn thú nhận với bố rằng con gái bố có khi còn vì một cuộc chơi nào đó mà bỏ một ca học. Con gái bố đôi lúc còn vì tình yêu mà lơ là nhiều chuyện, không tập trung để phát triển cho tương lai như bố mong muốn. Con muốn thú nhận với bố rằng con gái bố đôi khi còn vì một chàng trai chẳng thân thích mà bỏ ăn bỏ uống, thả trôi sức khỏe, không nghe theo lời dặn của bố phải ăn uống đầy đủ để học tập và làm việc. Bố à, con gái bố còn hư lắm, con xin lỗi bố. Bố không phải là người hoàn hảo, nhưng bố vẫn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất. Bố yêu con bằng cách cứng rắn với con. Con vẫn nhớ, có một lần bố tát con vì con phạm phải lỗi sai rất lớn. Lúc đó, con rất ghét bố. Nhưng sau đó con nhận ra, con đã sai lại chồng chất sai trái. Bố có yêu thương con thì mới quan tâm, dạy dỗ con. Và đôi khi, chỉ có đòn roi mới khiến đứa trẻ bướng bỉnh như con chịu nghe lời, chịu cư xử ngoan ngoãn. Có người nói, người cha nghiêm khắc nhất rất nặng lời khi khiển trách, nhưng lại là người cha tốt nhất trong mọi hành động. Bố à, con biết khoảnh khắc đó bố ra cái tát, lòng bố cũng đau như cắt, chẳng khác gì bố tự đánh chính bản thân mình cả. Con của cha ơi, con đã lớn khôn thật rồi. Con là tình yêu, là tất cả của đời cha. Như ngày thơ, dẫu nắng hay mưa trên đầu, dẫu khó khăn bao nhiêu màu, cha vẫn mong con được giấc ngủ sâu. Con của cha ơi, con hãy luôn luôn tin rằng cha là tia nắng soi sáng cho con từng bước chân. Dòng đời trông gai, đôi lúc con thấy mệt nhoài,
vấp ngã trên con đường dài, cha mãi bên con dìu dắt con. Dù mai đây cha hóa mây bay lên trời, nhưng vẫn sẽ luôn mỉm cười khi thấy con thơ nên người và được hạnh phúc. Này con hỡi, cha giữ mãi trong tim bao điều là năm tháng bên con sớm chiều và tình yêu cha dành cho con. Ngày trước bố luôn bị người ta trêu chọc vì mẹ chỉ sinh toàn con gái, nhưng bố không hề ngại ngùng mà lại luôn tràn ngập tự hào vì hai đứa con gái rượu của bố. Tuy bây giờ nhà mình đã có thêm thành viên, có thêm em trai nhỏ, nhưng tình yêu bố dành cho con vẫn thế. Niềm tự hào của bố về cô con gái lớn vẫn không hề suy chuyển. Bố à, con sẽ thành công. Bây giờ và sau này, con vẫn sẽ mạnh mẽ như bố để có thể tự tin bước trên con đường đầy gian nan. Con sẽ cố gắng để bố có thể tự hào về con hơn nữa bố nhé. Con cũng mong gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ như thế này. Bố ơi, tuy bố còn trẻ, nhưng với lượng công việc và những trách nhiệm phải gánh vác, sức khỏe của bố cũng đang dần yếu đi rõ rệt rồi. Con thương bố nhiều lắm, chỉ vì mong con cái có được cuộc sống ấm no, học hành đầy đủ. Dù có vất vả đến đâu, bố cũng chịu được. Thành ra, từ lâu, bố đã không để ý đến sức khỏe của mình nữa. Bố hay nói, con lớn rồi, phải biết chăm lo cho bản thân. Bây giờ, con nói bố nghe này, bố cũng dần có tuổi rồi, bố cũng phải biết lo cho sức khỏe của bố nữa nhé. Bố có khỏe mạnh, bố có hạnh phúc thì mới chăm lo cho gia đình mình được chứ. Bố phải thật khỏe mạnh để đợi đến lúc con thành công, đợi đến lúc con có thể chăm sóc bố như bố vẫn luôn chăm sóc con, bố nhé. Con yêu bố thật nhiều. Ký tên, con gái lớn của bố. Các bạn thân mến, bức thư tuy giản dị nhưng lại ấm áp cảm xúc từ một cô sinh viên xa nhà dành cho người bố của mình. Dẫu biết rằng cảm xúc là một thứ khó đong đếm, nhưng tình thương của người cha dành cho những đứa con mình luôn được xem như thứ tình cảm cao cả, to lớn và vĩ đại nhất. Vì con, cha chẳng ngại nắng mưa sớm tối. Vì con, cha chẳng e nhọc nhằn vất vả. Vì con, cha sẵn sàng đánh đổi tất cả, là tuổi trẻ, là sức khỏe, là cả cuộc đời cha, để cho con một cuộc sống no đủ, để cho con một tương lai hứa hẹn, để cho con cả một đời bình an. Nhìn lên những ngày con bé thơ, một mình cha lặng lẽ trong đêm, để cho con vẫn mãi yên trong giấc nồng. Rồi thời gian đã trôi rất nhanh, giờ thì con đã lớn nên người. Chợt nhìn con khôn lớn, mái tóc cha như tháp vàng. Sợ một ngày cuối thu sẽ không còn mỉm cười với cha, sợ một ngày rời xa nơi đây, bao yêu thương còn mãi nơi đây. Sẽ trao những gì đẹp nhất, sẽ luôn bên cha đến bầu trời kia bao la, và con vẫn mãi không quên những điều cha nói, mãi luôn ân cần đưa lối, mãi luôn bên cha suốt cuộc đời này con đi. Cảm ơn đời nhé, buồn đau hãy chôn nơi xa thật xa, để con vẫn là nghĩ về bờ vai vững chãi, sẵn sàng chống đỡ với cả thế giới, chỉ để mang lại khoảng trời bình yên cho con. Nghĩ về bố, là nghĩ về những vết chai sạn dày trên bàn tay thô ráp
đã từng qua biết bao mưa nắng dãi dầm. Nghĩ về bố là nghĩ về đôi mắt biết nói, luôn ngập tràn ấm áp mỗi khi hướng về con. Dù bố chẳng mấy khi thể hiện tình cảm lớn lao ấy qua lời nói. Bố, người siêu nhân trong lòng con, là niềm tự hào vô bờ bến của con. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự đến từ bức thư thứ hai gửi đến chương trình. Một bức thư ngập tràn những cảm xúc mà ai trong chúng ta đã trải qua ít nhiều. Cha già rồi đúng không? Mắt kém, chân tay thì run. Cha già rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ? Cha già rồi đúng không? Mắt kém, tay chân thì run. Cha già rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ? Cả cuộc đời với cha chỉ sống để yêu một người là mẹ của các con thôi. Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần, 10 năm nữa. Từ là từ phú tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng. Dạo cha luôn trong tình nàng, ở nằm ở cạnh mơ màng. Tôi nhiều thứ đang nghe hoài tai. Ôi những lúc tan trường, chiếc xe đạp cha đón con về. Những năm tháng tươi đẹp của ấu thơ con. Cha xa rồi chứ không, cứ hát mãi khúc ca hoài lắm. Già rồi đúng không? Con xin lỗi cha, con thật vô tâm. Cả cuộc đời với cha chỉ sống mãi những ước mơ ngày thơ tự vẽ nơi tim. Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần, 10 năm nữa. Cha kể tôi nghe. Đây là câu hát tôi nghe được trong một bài hát của Phạm Hồng Phước, thấm thía vô cùng. Tôi, đứa con chưa bao giờ thôi để bố phiền lòng, bỗng nhận ra rằng bố đã già rồi và cũng đã đến lúc tôi nên trưởng thành rồi. Từ khi nào tôi chợt nhận ra bố không còn lớn tiếng với tôi nữa, mà thay vào đó là giọng nói đầy khuyên nhủ, bảo tôi nên làm cái này hay không nên làm cái kia. Từ khi nào, mỗi khi nghĩ về bố, tôi đã thôi không còn thấy hình ảnh một người cha luôn nghiêm khắc, khiến tôi đôi lúc sợ hãi nữa, mà thay vào đó là bóng dáng một người đàn ông luôn chăn luôn tay làm lụng vất vả chỉ để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Người ta bảo, cuộc đời chưa bao giờ phẳng lặng, vẻ ngoài luôn luôn bình yên của ai đó đều được xây dựng từ bờ vai chống đỡ của một người khác. Và bố chính là người đem lại cho tôi sự an yên đó, bằng tất cả mồ hôi và bấy nhiêu nước mắt, bằng tất cả tuổi thanh xuân và cũng bấy nhiêu sức khỏe. Bố là người luôn hy sinh vì tôi, người đàn ông duy nhất luôn yêu thương tôi vô điều kiện, là người đàn ông không bao giờ quay lưng lại với tôi, kể cả khi tôi bị cả thế giới phản bội. Câu chân thành, từng phút giây khi con.
câu chân thành từng phút giây khi con thơ bé. Vần thơ để thật vào đôi mắt ấy, và ta đưa những mộng mơ gửi vào niềm tin con mỗi lần gục ngã khi buồn lặng lẽ khi con xa gia đình lên Hà Nội học tập, tôi mới thấy nhớ, thấy thèm vòng tay ấm áp của bố. Tôi nhớ những bữa cơm bố nấu, nhớ những lúc bố chở tôi trên chiếc xe máy cũ vòng quanh làng, nhớ cả những lúc bố mắng vì tôi làm sai. Đúng là chỉ khi xa nhà, chúng ta mới thấy trân trọng những gì của quê nhà. Và nơi quê nhà đó có bố, người anh hùng thầm lặng của cuộc đời tôi. Mỗi tháng được nghỉ đôi ba ngày, tôi đều cố gắng sắp xếp về quê để được thỏa nỗi nhớ quê nhà, thỏa nỗi nhớ gia đình thân thương. Tôi vẫn nhớ, ngày trước, mỗi khi về nhà, bố thường ra đón tôi. Và bây giờ cũng vẫn luôn là bố ra đón tôi. Duy chỉ khác một điều là bố đã không xách nổi vali hành lý của tôi nữa. Hóa ra, siêu nhân của tôi cũng không thắng nổi thời gian. Bây giờ, nhiều lúc ngồi xem tivi cùng bố, bố hay nói, con bật tiếng tivi to lên giúp bố không nghe rõ. Tôi dần ý thức được rằng người đàn ông từng chống đỡ cả bầu trời cho tôi nay đã già rồi, còn tôi lại chưa đủ mạnh mẽ đến mức có thể chống trời thay bố. Tôi biết sức khỏe của bố đã không còn tốt nữa khi mẹ nói bố bị bệnh mấy ngày rồi không đi làm được. Thế mà mới hôm trước gọi điện, bố vẫn tươi cười và bảo bố vẫn khỏe lắm, cứ yên tâm học tập. Thế đấy, người đàn ông ấy vẫn quyết giấu tôi vì không muốn tôi lo lắng. Tôi bắt đầu sợ hãi, tôi bắt đầu hối hận. Tôi vẫn cứ vô tư mà chẳng quan tâm đến bố, chỉ chăm chăm biết đến bản thân mình, vẫn cứ luôn làm bố phiền lòng. Phải chăng bệnh tật đến bất ngờ, hay do tôi vô tâm đến nỗi không nhận ra? Không hề nhận ra những sợi tóc bạc đã điểm đầy mái đầu xanh, không hề nhận ra những nếp nhăn đã kín đầy vầng trán rộng, không hề nhận ra tấm lưng vững chãi ngày nào đã dần chịu xuống theo thời gian. Bố đã già thật rồi. Ấy vậy mà tôi còn chưa làm được gì cho bố, chưa thể chăm sóc cho bố trọn vẹn dù chỉ trong một ngày. Người ta bảo gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Có rất nhiều điều mà cha mẹ đã giấu đi, và những đứa con cứ thế vô tư đến mức vô tâm. Chưa bao giờ tôi làm được gì cho bố, chưa bao giờ tôi suy nghĩ để hiểu được lòng bố, cũng chưa bao giờ tôi cố gắng hết sức vì những vất vả của bố. Còn bố, dù chưa bao giờ nói ra, nhưng tôi biết bố yêu tôi rất nhiều. Tình yêu ấy luôn tồn tại từ khi tôi được sinh ra, và thậm chí còn ngày càng lớn lên với thời gian bố già đi. Tôi hy vọng bố có thể nghe được những lời tôi muốn gửi gắm đến bố qua chương trình này. Con gái 20 tuổi vẫn làm nước mắt bố rơi. Con gái đã lớn khôn nhiều nhưng vẫn khiến bố phải lo lắng. Bố à, con biết bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng đã đến lúc con cần trưởng thành vì bố, vì mẹ, vì gia đình ta. Bố đừng lo lắng cho con nữa. Thay vào đó, bố hãy chăm sóc sức khỏe của mình. Bố phải thật khỏe mạnh, bố phải thật vui vẻ. Con sẽ làm được, bố hãy tin ở con, bố nhé. Bay xa đàn chim kia ơi, còn nhớ lối quay về đây. Tháng năm được ôm ấp trong lời nói ấm áp
cuộc đời bao nhiêu sóng gió muôn trùng bão tố con vẫn luôn vững tin vì ở đó luôn có bóng cha nhìn theo lặng lẽ ngóng trông tình yêu cha dành cho con không tàn úa không già nua theo tháng năm con sẽ không bao giờ quên ân tình cha bay xa đàn chim kia ơi còn nhớ lối quay về đây tháng năm được ôm ấp trong vòng tay yêu thương nơi xa lời nói ấm áp còn vương vấn sóng gió muôn trùng bão tố con vẫn luôn vững tin vì ở đó luôn có bóng cha nhìn theo lặng lẽ ngóng trông tình yêu cha dành cho con không tàn nua không già nua mến. Không phải ngẫu nhiên khi nhắc đến người cha, người ta luôn ví công lao của người cha tựa non cao, biển rộng, những thứ vĩ đại nhưng rất đỗi âm thầm. Cha trong ấn tượng của hầu hết mỗi chúng ta có phải là người đàn ông ít nói nhưng tình cảm, nghiêm khắc nhưng lại bao dung. Vậy nên triết gia Cicero từng nói, trên trái đất này không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con của mình. Khác với mẹ dịu dàng, gần gũi và hay thể hiện tình cảm cho con, cha thường nghiêm khắc, đôi khi khó tính và rất kiệm lời. Sự cứng rắn của người đàn ông, áp lực của trụ cột gia đình khiến cho việc thể hiện tình cảm của cha dành cho con trở nên vụng về, vô tình khiến mối quan hệ thêm xa cách. Nhưng khi lớn lên, chúng ta phải thầm cảm ơn những lần dạy dỗ, những bài học vô giá từ đấng sinh thành của mình. Ngày xưa khi con thơ dại thường quẩn quanh bên cha mỗi ngày để hàng đêm sân khấu lên đèn là bao giòn mồ hôi của cha con vẫn đứng khen né bên cha và lắng nghe những tiếng thơ dài tận sâu những vinh quang nào ai biết đến cha nhọc nhằn. Rồi khi đêm tan anh đèn, cha đến bên ôm con vỗ về. Nhìn ánh mắt của cha già, con thấy tình thương yêu thiết tha. Một đời cha lo gánh mưu sinh vì tương lai của đứa con mình. Trong ánh mắt hy vọng, mong ngày mai con nhiều thành công. Có một nghịch lý, chúng ta rất dễ nói lời yêu thương ai đó, ngoại trừ cha của mình. Nói một câu yêu thương vốn là điều rất dễ dàng, nhưng sau khi dành cho cha lại trở nên khó khăn như thế. Những người con thường tự lừa dối bản thân rằng khoảng cách đang đẩy mình và cha ngày một xa nhau. Nhưng dù có vượt qua được hàng trăm nghìn cây số, quay lại cách đây vài năm, liệu bạn có chắc sẽ vượt qua được sự ngại ngùng và vô tâm của những người đang trẻ? Vì tình yêu của cha dành cho các con là vô điều kiện, nên món quà cha mong đợi không phải vật chất, mà là được thấy con hạnh phúc và trưởng thành. Thế nên, bạn à, đừng đợi đến ngày của cha mới bày tỏ tình cảm. Hãy biến mỗi ngày là ngày của cha, từ những việc làm đơn giản nhất.
một cuộc điện thoại, một cái ôm hay sự quan tâm bình dị nhưng chân thành của bạn sẽ khiến cha cảm thấy ấm áp. Thật may mắn và hạnh phúc khi trong quá trình trưởng thành của con luôn có hình bóng cha. Trong mắt cha, con vẫn mãi mãi là đứa con bé bỏng, cần sự lo lắng, chở che. Dù cuộc sống có khó khăn, cha sẽ luôn là điểm tựa vững chắc nhất của con đến suốt cuộc đời. Cha, tên gọi khác của lòng yêu thương vô bờ bến. Không cần phải là ngày của cha, bạn hãy yêu thương cha ngay khi có thể, vì chúng ta chỉ có một người cha trong cuộc đời này. Radio số 2 với chủ đề Cha đã già rồi phải không? Xin được kết thúc tại đây. Thay mặt những người làm chương trình, cảm ơn các bạn khán thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thay lời kết, Radio 5 Tấn News xin gửi đến những người cha, những người anh hùng thầm lặng một bài hát ý nghĩa, thay lời muốn nói của tất cả các đứa con đến người cha của mình. Cảm ơn cha đã sinh ra con, cảm ơn cha đã vất vả nuôi con suốt tháng năm qua, cảm ơn cha đã hy sinh cả cuộc đời, cả tuổi trẻ của cha, để cho con một cuộc sống no đủ, để cho con một tương lai tươi sáng. Ngày còn tấm bé trong vòng tay của cha du hời, nụ cười hiền ấm áp cha luôn dành cho con dấu yêu. Ngày tháng đến đi không ngừng, chợt thấy dáng cha hao gầy vì con, tóc cha giờ phôi pha. Thuyền đời vượt sóng, con bình yên có cha bên mình. Người là ngọn đuốc sáng luôn soi đường cho con bước đi. Dù có nắng mưa dãi dầu, dù có đắng cay không ngại, rồi mai đây con lớn khôn đáp đền ơn sâu. Một đời cha thương con thương thật đong đầy, một đời cha hy sinh chẳng quản nhọc nhằn, để ngày mai tương lai con rạng ngời. Là tình cha vơi vợi như thái xa. Con